Hello các anh em, nhắc đến nước hoa Trung Đông, chúng ta sẽ nhớ đến những nốt mùi hương dày, đậm và không bao giờ là dễ dàng cho tất cả những ai tiếp xúc lần đầu. Những cái nốt mùi hương trầm, nhang, khói, vân vân tạo nên những combo mùi hương cá tính, độc đáo và có thể gọi rằng nó đang tạo nên một cái hot trend cho rất nhiều những nhà nước hoa hiện nay. Tất cả nhà nước hoa nào cũng đều có những sản phẩm mang theo âm hưởng của Trung Đông. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các anh em 7 chai nước hoa. Tất nhiên rồi, nó mang theo cái phong cách mùi hương của Trung Đông. Và mình muốn chia sẻ đến với các anh em 7 chai nước hoa đó là cái gì. Và hy vọng rằng nếu như anh em nào đang muốn tìm hiểu về phong cách mùi hương của vùng văn hóa này, thì mình hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các anh em rất là nhiều. Còn bây giờ anh em mình lên đường thôi. Nhắc đến nước hoa Trung Đông thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải nói đến nhà nước hoa Armoire với những Lyric, Epic, Interlude, với những combo mùi hương mang đậm cái âm hưởng của Trung Đông. Và hai cái sản phẩm của nhà nước hoa này mình muốn nói đến trong video này đầu tiên đó là Armoire Reflection. Với một cái sự kết hợp của nhài và tông gỗ tạo nên một cái tông mùi hương vừa có cái nét sexy vừa có cái nét classic cổ điển. Chai nước hoa này có một cái phong cách mùi làm cho chúng ta liên tưởng đến Jean Paul Gaultier Le Maire. Tuy nhiên nó không theo một cái hướng gọi là sexy quá mức, điệu đà quá mức như Jean Paul Gaultier Le Maire. Nó vẫn có một cái nét classic. Do vậy nếu như anh em nào chúng ta ưa thích cái phong cách mùi hương của nhà nước hoa Jean Paul Gaultier và chúng ta muốn nó có một cái chất gì đấy nó nam tính hơn thì Armoire Reflection là cái chai nước hoa mình muốn gợi ý. Và sản phẩm thứ hai đó là Armoire Interlude Black Iris. Đây là phiên bản flanker tiếp theo của Armoire Interlude. Nếu như ở phiên bản đầu tiên nó đậm đặc mùi trầm nhang thì ở phiên bản Black Iris này, nhà nước hoa Armoire đã thêm một chút phấn của hoa diền vĩ và nó làm mềm cái tông mùi trầm nhang rất là nhiều. Nó mang một cái thiên hướng châu Âu một chút và lẫn với phong cách của Ả Rập. Do vậy nó có một cái gì đấy rất là vương quyền nhưng cũng có một cái gì đấy nó hơi điệu đà. Mình cá nhân mình thì mình đánh giá Black Iris đó thể hiện cái xu hướng bắt kịp theo trend, theo số đông của nhà Armoire. Do vậy nếu như anh em nào chúng ta muốn cái độ tông trầm nhang vừa đủ và chúng ta muốn có một cái gì đấy nó mềm mại thì Armoire Interlude Black Iris là cái sản phẩm mình muốn chia sẻ đến với các anh em. Đó, nhà nước hoa đầu tiên đó là Armoire. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm đến từ nhà Guerlain và mình muốn nói ở đây Mers Noble xạ và hoa hồng. Nếu như trước kia mình hay giới thiệu với các anh em chai Santa Royal thì đến bây giờ anh em đã biết chai đấy nước hoa rất là nhiều. Và mình khá là ngạc nhiên cái chai Mers Noble này thì rất là nhiều anh em không hề để ý đến. Tuy nhiên ở đây một cái mùi hương có thể gọi rằng nó giống như một cái cô gái trong chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm, có thể là dưới ở một cái tấm màn là gen mỏng và đằng sau đấy là một cái cô gái có một cái gì đấy nó vừa thu hút vừa mãnh liệt vừa huyền bí, một cái gì đấy mình không thể diễn tả được bởi vì bản thân chai nước hoa này nó sử dụng nốt hồng và xạ rất là Nghìn Lẻ Một Đêm đó. Một chai nước hoa rất xứng đáng với cái giá tiền mà các anh em sẽ bỏ ra. Đặc biệt là các anh em nào hoặc là chị em nào ưa thích một cái phong cách, một cái gì đấy nó vừa mờ ảo ảo và nó có một cái gì đấy thu hút ngầm đến với những ai gửi mùi hương này thì Mers Noble nó là cái sẽ là cái mùi hương như thế. Do vậy chai nước hoa thứ hai đó là sản phẩm đến từ nhà Guerlain Mers Noble. Chai nước hoa thứ ba đến từ một thương hiệu niche nội địa của Pháp và nó có tên Les Centres de Gourmand. Về bản chất thì nhà nước hoa này họ thường làm về mùi vani và gourmand, mùi ẩm thực. Tuy nhiên trong một cái sản phẩm có tên là Vani Noir thì mình lại thấy chai nước hoa này có một cái gì đấy chất Trung Đông. Bởi vì thành phần sử dụng họ có sử dụng tiêu hồng, bị cay nồng của tiêu hồng, bị nồng ấm của đinh hương mix cùng với vani và nó tạo nên một cái mùi hương vani đen tối. Nó khác với những gì mà các anh em đang hình dung về mùi vani có sẵn ở trên thị trường. Vani thường là các anh em nghĩ rằng nó phải ngọt ngào, nó phải thu hút, nó phải dễ ngửi. Nhưng ở Vani Noir này thì nó lại có một cái thiên hướng giống như những cái mùi hương của Trung Đông. Một cái gì đấy mạnh bạo, một cái gì đấy nó rất là bí ẩn đó. Thì mình, cá nhân mình cảm nhận rằng Vani Noir nó có một cái thiên hướng style mùi hương theo cái phong cách Ả Rập. Do vậy
anh em nào muốn biết vani đen tối, một cái thanh vani đen nó như thế nào, thì vani noir của nhà Alexander McQuarmon mình muốn chia sẻ đến các anh em để có thể trải nghiệm. Chai noir thứ tư đó là một sản phẩm đến từ nhà Rasasi và nó có tên là Tobacco Blaze. Mặc dù cái tên nước hoa này là tobacco, tuy nhiên trong thành phần họ lại không hề sử dụng một nốt hương thuốc lá nào. Ở đây chủ đạo của nó đó là gia thuộc bằng nghệ, rất là thú vị. Khi mà mình ngửi chai nước hoa này, nói chung là mình cảm giác giống như kiểu chúng ta đang ở một cái có thể là một căn phòng hoặc là một cái khu ở đấy mà nó hết sức là đậm chất Ả Rập, cao sang quyền quý, hoặc là một cái gì đấy mà chúng ta thường hay được xem ở trên TV đó, nơi mà những vị tỷ phú họ đang ngồi ở trên những cái ghế vàng, họ đang hút thuốc cần cái gì đấy mình không biết. Tuy nhiên chai nước hoa này nó làm mình liên tưởng đến những cái kiểu khung cảnh như thế. Có thể là mình đang hơi bị gọi là miêu tả quá đà, tuy nhiên đây là một chai nước hoa rất là thú vị và mình nghĩ rằng các anh em đáng để trải nghiệm. Rasasi Tobacco Blaze đó, một cái sản phẩm không hề có một sử dụng một nốt thuốc lá nào. Chai nước hoa thứ tư. Chai nước hoa thứ năm đó là một sản phẩm đến từ nhà Al Haraman và nó có tên là Amber Wood Gold. Phải nói rằng mình khá là thích chai nước hoa này với cái sự kết hợp của tông fruity trái cây, một tông trái cây mix cùng với cái vị ngọt, và nó rất là nịnh mũi. Nó khác khá là nhiều những cái chai nước hoa mang những phong cách trầm nhang khói, và nó có thể gây sốc cho những anh em lần đầu tiên được ngửi đó. Thường thì nó sẽ phải cần phải mất thời gian. Tuy nhiên với Al Haraman Oud Gold này thì chúng ta sẽ cảm thấy khi mà chúng ta, nhất là chúng ta xịt vào cái ngày mùa lạnh, chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là nịnh mũi, dễ ngửi, và cái cộng với hiệu năng mùi của nó cũng rất là tốt nữa. Thì mình nghĩ rằng sản phẩm này sẽ là một trong những cái sự lựa chọn cho các anh em nào chúng ta thích một cái tông mùi ngọt, sexy, bám lâu đó, thì Al Haraman Amber Wood Gold này nó sẽ đáp ứng được những cái tiêu chí đấy, đến cho các anh em một cái tông mùi trái cây ngọt rất là đưa đẩy cái mũi của chúng ta khi mà ngửi đó. Chai nước hoa thứ năm, một sản phẩm của nhà Al Haraman. Ok, chai nước hoa thứ sáu đó là 24 Gold Edition, một combo mùi hương của vani, của trầm rất là tuyệt vời. Anh em nào nếu mà chúng ta thích cái tông mùi trầm gỗ và muốn cái thêm cái vị ngọt dày lên nữa thì 24 Gold Edition chắc chắn là chúng ta sẽ phải sở hữu. Mình thì mình rất là thích cái mùi hương của chai nước hoa này, mặc dù vậy thì cũng có những anh chị em lại rất là ghét cái mùi hương này. Do vậy mình nhấn mạnh lại rằng nếu như chúng ta thích cái tông của gỗ trầm và thêm cái vị ngọt nữa rất là đầy đặn, rất là dày mùi, rất là mạnh mẽ, thì 24 Gold Edition sẽ là một cái sự lựa chọn rất là thú vị. Còn lại thì các anh em nên cân nhắc, bởi vì nếu không nó sẽ là một cái cú fail rất là lớn. Còn lại thì mình rất là thích. Ok, và chai nước hoa cuối cùng mình muốn nói đến đây đó là một sản phẩm đến từ thương hiệu MFK và nó có tên Wood Satin Mood. Phải biết nói gì với mùi hương của chai nước hoa này, rất là tuyệt vời. Hoa hồng trầm tuyệt vời, chỉ cần một sọt thôi chúng ta sẽ cảm thấy rằng thu hút đến với mọi người, và cái một cái tông mùi, nhất là vào trở lại chúng ta xịt mùi hương của chai nước hoa này thì không có gì phải bàn cả. MFK Wood Satin Mood, mình nghĩ rằng rất là nhiều các anh em biết chai nước hoa này rồi, cho nên là thôi nói nhiều cũng không để làm gì cả, chỉ biết rằng đây là một chai nước hoa mà xài trời lạnh thì quá là đẹp. Trong cái line Wood này thì mình đánh giá cao nhất là Wood Satin Mood, còn lại thì thực sự là nó tùy theo cái gu của mỗi người, nhưng đây là cái chai nước hoa xuất sắc nhất trong cái line Wood này. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến với các anh em 7 chai nước hoa theo cái âm hưởng của phong cách Ả Rập, và mình muốn chia sẻ với các anh em. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Còn bây giờ chào các anh em và hẹn gặp lại, bye bye.